Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10/2009 dọn tinh tế phong cách cổ trang riêng mình. Bác không còn là lắm với cái hiệu đến từ tiệm Tuấn Đệt Càng ở đất Sài Gòn, nơi từng cho ra đời rất nhiều phong cách tìm đã khác nhau từ nhẹ nhàng cho đến phá cách, được rất nhiều anh em chia sẻ tìm đến trong nhiều năm qua. Mới đây họ còn cho ra một cái phong cách đầy khác lạ đến từ Daruma làm điểm nhấn. Nhắc đến bộ tem tại cái tiệm Tuấn Đệt Càng lên ý tưởng thực hiện lấy chất liệu là trắng sữa trên cái nền tem rời để phát họa được hình ảnh của Daruma phong cách Nhật cổ làm chút điểm nhấn. Xung quanh là một vài điểm nhấn biển xanh hòa hợp cùng với cái phần dè và cảng. Điểm nhấn chính của các chú Daruma đỏ khá nổi bật, trải dài hết thân kề với nhiều biểu cảm gương mặt khác nhau, phong cách lạ ít người chơi. Thông qua đây chúng ta thấy được cái nhóm thiết kế tại cái tiệm Tuấn Đệt Càng có rất nhiều ý tưởng. Chỉ cần bạn dám phá cách, dám khác biệt thì họ sẽ đem đến cái sự độc đáo cho cái chiếc xe yêu của bạn. Trang chính ứng dụng cho mình cái mâm Raceball 8 cây với gam màu trắng thể thao phá cách trọng lượng nhẹ mà còn xuất hiện riêng trên những chiếc Pro X tiện không có được chế cháo, rất là được các biker ưa chuộng hiện nay. Âm thanh trên lực hơn bao giờ hết khi người chủ lên cái lớn, nhờ vào sự cúp xích cho bộ bóng Ross kết hợp cùng với cổ bộ Titan đem thiết âm thanh cho lực hơn cho con xe. Nhất cái phần nào sẽ phù hợp hơn chiếc bài độ nổ công con xe đem mang tính. Chiếc cái nước cũng được thay mới bằng nhôm cho liền lạc cùng với cái màu bồ. Hệ thống cái giảm sau được nâng cấp lên thành cục Audin tích hợp bình dầu liền nằm dưới, minh cái tem xanh và cái đấm chỉnh Titan. Bị trang bị mẫu phục này đáp ứng rất tốt với sự nhún nhảy hợp lý trong màn hình, lắp đầy khoảng trống thô sơ phía sau để tạo ra một cái sức hút hấp dẫn hơn sau một sim. Phần đầu chiếc xe là cả một vùng trời đồ chơi đến từ cái cụm tăng Dono, cụm đờ mini nhỏ gọn và bên trái là cụm công tắc Hennewitz. FS 125 dọn cực chất với rất nhiều món đồ chơi tạo nên tinh tủy. Chắc chắn các bạn vẫn còn nhớ những cái chiếc FS 125 bắt cú đời 2012. Cho đến hiện nay thì mẫu xe Taiga này vẫn có chỗ đứng riêng cho mình và càng tuyệt vời hơn khi được trang bị rất nhiều món đồ chơi chất. Tổng thể chiếc xe được thay đổi một cách toàn diện từ dàn chân cứng cáp tới rất nhiều món đồ chơi đỉnh cao. Cái sự cuốn hút thật sự ở những mẫu Taiga nổi tiếng này chính là bộ tem phong cách chrome quá sáng tạo, khiến em ấy trở nên nổi bật cho cái nhìn thích mắt hơn so với chiếc cái phần nguyên bản quá nhàm chán. Và cái phần chói đèn to lớn phía dưới là một cái chút điểm nhấn mạnh mẽ cho phần đầu xe. Bên phải ta thắng CNC bình dầu AM rời CNC sắc nét, bên trái là cụm thắng CNC chống gãy. Cái chiếc AB 125 độ cho chúng ta thấy được cái phần gù Titan dẹp đầy ấn tượng liên lạc cùng với cái dàn tem rơm. Chiếc xe còn mang đến cho mình cái đĩa của Gaffer 275 cùng với cái lồng CNC hay của Rainbow lỗ lớn hai bên đế xứng. Phát heo CNC với lỗ Rainbow được cắt trên cái phát quá ấn tượng cùng với dòng Morin. Ấp cho cái nước CNC đầy cái tính sáng tạo cùng với cái sự nổi bật của combo Titan, Oppo Đức Thái. Cái bục Racy X bình dầu rời lắp đầy khoảng chấm dưới gầm xe rất tốt. Cái mâm của Waro Honda cùng với cái vỏ Michelin Bloss. Tổng thể sắc nét gợi cảm của cái chiếc AB 125 độ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Kịp tiếp nhấn like, subscribe.